Vô tình gặp nguyên bà Dịch sát nhà em. Tối nay tới công chuyện với em luôn cả nhà ơi. Tới công chuyện luôn. Nguyên bà Dịch là 4.000 con. Tối nay cả nhà cùng đi lụm hột Dịch với Ngọc Đào nha. Nguyên bà Dịch được 4 con ngỗng. 4 con ngỗng đi giữ cho cả nhà. Khúc này cả nhà ơi, cái lượng hồn dịch này vô dịch lộ gần gỗ quá trời luôn nè, quá trời thấy ham rồi, trời ơi chín rồi, rất là ăn đã ngoài chơi. Trứng gì quá trời, khủng khiếp trứng luôn rồi cả nhà ơi, lụm hoài lụm không hết. 4.000 con vịt đó. Mà lụm để ngồi coi kết quả được bao nhiêu hộp nha. Cái trời, trứng vịt rồi. Trắng giả hào quang hết trơn luôn. Hồi đó tới giờ mới thấy khủng khiếp. Quá trời ơi, khổ luôn rồi. Ôi ôi. Sáu mùa ba, ôi quá trời chiến dịch luôn rồi cả nhà ơi. Sáu mùa bảy, ôi ngổ một dịch rồi. Chiến dịch bị không? Quá đã luôn rồi. Sáu mùa chín. Có trè còn đây nữa nè. Dấu để dấu dấu hộp quá trời luôn rồi, để cái lấy gom tủ lên dấu hộp trời quá đã luôn rồi, trứng bự không à. Ổ lụm hoài không hết luôn, hoài không hết. Mười
rồi lụm thử rồi kia. Nhiều trứng này. Trời ơi. 60. Cẩn thận đi, cẩn thận. Chúng dịch nhiều lắm. 70. Bỏ xuống rồi. Con ở đây nè. Em thì lụm trong cái ổ nó đẻ, còn anh chủ dịch thì lụm nó đẻ rớt ở ngoài cái nè. Ổng đảo qua đảo lại, đảo tới đảo lui, đảo 1.800 quận mà nó vẫn còn trứng. 1.800 quận mà nó vẫn còn trứng, trứng kinh khủng thiệt. Như quá trời ơi. Ủa, bảo luôn. Đây nữa. Quá đã luôn mọi người ơi. Cái tình này cũng nhiều năm mà. Nó còn nhóc hết trơn rồi đấy, mình lụm ở đây nha. Mình lụm rồi sẵn đầm đếm luôn. Thay như vậy là lụm 100 hộp thôi. Quá mấy ổ chú dịch đá rồi. 100 hộp rồi. Không được như thế này.
lụm đếm như gì á là một khay á, một cái vật lý như vậy á, cái khay gì đó là 100 hộp cái nè. Để ngồi coi em nó lụm tổng cộng được như khay nha. Con ăn con vịt nó khôn mới ghê không? Nó đẻ xong rồi nó liếp gom lại nó đậy không thấy luôn á. Đến giờ đi đạp mấy trứng rồi. 15 20. Ủa đây ngủ nữa nè. Đi cẩn thận mới được. 25 27 bư. Để kiếm nữa thôi. Một hộp là 27 hộp rồi. Hơi kinh khạc. 27 hộp. Lệnh hồi gặp tiếp cả nhà ơi. Đây nè, đây nè. Quá đã rồi. Chiếc này vô mánh này. Về An Giang lụm hồi gặp tiếp. Đi nhẹ nhàng nha. Để mấy chị chạy quá trời rồi. Đó. Vậy là An Giang lụm hộp vịt với em cả nhà ơi. Nguyên một bài vịt của ông anh luôn. Ồ. Giờ này mới lụm trứng. Sáng thả ra ruộng nha, cho ăn tiếp. Giờ này là giờ lụm trứng là thấy em liền. Giờ lệnh được nhiều hộp thôi. Thấy thầy rồi. À, mất đi rồi. Cái dịch của ông anh nó 4.000 con đó cả nhà. Mà mình lệnh được nhiều hộp chị. Hàng mấy hả? Có hàng mấy như là yếu rồi. Bà bên đó có 2 chị.
lùa đây nó có chỉ. Dạ. Thì giống như mình mới lùa qua á. Đẻ ra cũng khoảng 3-2. Vì là ra đồng nó đẻ nữa đó. Đó lùa đây nó thịt dữ. Cũng gần thịt dữ á. Bây giờ mình đổ cho ăn luôn hả vậy? Dạ. Rồi lượm hộp xong rồi mà muốn đổ cho ăn luôn hả nè. Đổ thức ăn luôn. Hôm nay tầm 4:30-5 giờ gì đó cả nhà ơi. Ôi. Thấy gì ham không? Ở đây thì có 4 ngỗng đại ca giữ. Rồi. Này hết trời sáng đó nha. Cho ăn đi, cho ăn xong rồi mới đi ra ruộng là 4 bao rồi đó. 4 bao thức ăn. Nó Như cũng đi theo lượm hộp vịt luôn nè. Nó Như hello chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú đi. Có một buổi sáng xong 4 bao thức ăn, nó ăn xay qua xay lại cái là muốn hết rồi. Quá đã luôn. Thế Như cũng thức dậy đi lượm hồn vịt đi coi luôn. Mũi nó chích nè. Ủa Như cái đó Như chục cái gì? 100. Giá hả? Ừ. Giá đếm của ngoài 23. Giá đếm 23 hả? Rồi vậy là mình đếm luôn đó hả? Mình lượm như là nó đếm ngang vậy ha. Về nó tự lựa. Lâu lắm rồi mới lượm hộp vịt đây đó. Hồi đó ông ba em với bà cô đó cũng nuôi vịt ngàn vậy nè. Rồi mướn mà giữ nữa. Lại đẻ nữa kìa. Hồi lụm thêm cái nữa. Còn đẻ rớt ngóc chân luôn. Nhớ. Từ từ thôi. Bây giờ từ lụm trứng đi. Lụm trứng lại. Lụm đi. Lụm rồi bỏ lên đây nè. Lụm đi. Lụm nó đây. Cứ lụm không đâu, lụm thử cái này. Rồi bỏ vô trong sọt, cầm chắc vô nha, đi từ từ cầm chắc vô nha. Rồi bán lẻ luôn rồi, trời ơi trời. Chứ sao? Lụm nhẹ nhàng, nó đỡ nhẹ nhàng xuống nè, đây nè. Nè đây nè, quá trời luôn rồi kìa. Kìa để cho Như lụm đó, hai hộp luôn. Tiếng ngoài kia bể rồi. Nè con lụm trong này đi. Rồi lụm đi. Rồi cầm chắc vô, đi nhẹ, để lại. Để nhẹ xuống. Đụng luôn. Ừ. Dỗ quá.
phải con mũi. Ôi kè mẹ. Ui, đây nữa nè, lụm như ơi. Đi từ từ. Lụm. Mẹ lụm đi. Mũi nó chích đó đâu phải con kiến, con mũi. Kè 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 đẻ nữa kìa. Đó. Từ từ nó ra đây rồi lấy. Thôi nó đạp hả? Từ từ ra rồi mình lấy ha. Đó, bây giờ bé Như lại lụm hồng vịt cái coi nào. Đó, bé Như thấy được chú hồng vịt. Lấy đi. Như lụm được chú hồng vịt coi. Nhường gì? Nhường đó, cái này. Dữ à? Ồ, lụm hoài còn hoài không hết hồng vịt. Cầm chắc vô với mẹ nè cùng ra. Rồi cái mình đi lại cái mình bỏ vô khay bên kia. Ngoài là của mình á. Đi về. Đi đâu rồi? Đi uống cà phê rồi. Ở đâu? Lụm hoài còn hoài không hết hồng vịt cả nhà ơi. Lụm hoài không hết, đè em đẻ hoài luôn nè. Bé Như lụm nhẹ nhẹ lại đây. Quá mũi rồi. Hai tay chắc vô. Rồi trứng kia nữa. Lấy rồi, ướt rồi. Nè, Như lụm mấy trứng này. Lụm hoài còn hoài luôn nha. Mũi. Quá mũi. Cho bé Như đi lượm hồng vịt luôn. Ơi. Em là tâm vịt thôi. Ừ. Cũng hoài còn hoài không hết. Quá đã rồi. Rồi rồi, vậy bé Như lượm nó đi. Như lụm bên đó ha, đi vô. Cầm chắc vô. Đúng rồi. Rồi để nhẹ xuống đây. Đúng rồi, quá. Hồng vịt mới đẻ còn nóng hổi luôn. Nóng hổi luôn. Lụm thôi. Nóng hổi siêu đỉnh luôn. Em biết đẻ. Em đó biết đẻ. Dễ đẻ. Dễ đẻ quá. Kê kê, con đó nữa kìa. Quá trời trứng rồi. Cho em đi đi hồi lụm hả? Đó, đó, hột đây, hột nè. Vô bánh luôn, lụm đi, lụm đi. Cái Như lụm đó đi. Rồi đưa đây. Đâu trứng rồi. Đi nhẹ nhàng thôi. Từ từ, để em gộ. Kìa kìa kìa, đi từ từ thôi. Đó, lụm, lụm Như ơi. Lụm, lụm. Mẹ lấy rồi. Em mới đẻ. Đây dưới nè mẹ. Vô mánh rồi. Rồi, bé Như lụm đi. Như lụm nữa đây. Quá đã luôn. Không hỏi luôn. Nó xe bún hỏi luôn. Để vô khay. Ôi ơi, con nó ở đây nữa nè. Nó còn ở đây nữa nè. Bên đây nãy thấy còn. Không phải rồi. Không, cái này mới đẻ nè. Mới đẻ còn không hỏi luôn. Để đẻ lắm nha. Nhờ phải vô mẹ đâu nha. Chào bà cô chú đi. Con tên gì? Con Xuân Đăng. Chúc bà cô chú xem video vui vẻ.
Chúc ông bà cô chú xem video vui vẻ. Chúc bà cô chú xem vui vẻ. Nói chuyện đàng hoàng rồi, ông bà cô chú dặn nè. Chúc ông bà cô chú xem vui vẻ. Lụm cũng đã xong rồi đó. Thì thôi em kết thúc video tại đây. Chúc cô chú anh chị em nếu mà xem kênh nó thấy kênh Ngọc Đạo An Giang có hay thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like, một bình luận cũng như một lượt chia sẻ nha cả nhà. Chúc cô chú anh chị em có một ngày thằng ngày mới được nhiều sức khỏe, vui vẻ luôn ạ, làm ăn luôn thuận lợi. Ủng hộ cho kênh nhớ đăng ký và like ạ. Đào chân thành cảm ơn rất là nhiều. Rồi bây giờ mình đi về nhà thôi. Bye bye cô chú anh chị em nha. Sáng người ta mới lại đếm hột vịt. Giờ anh đi về. Dịch thì đã lụm xong rồi, còn đẻ nữa kìa. Giờ cho đàn em đi ra ngoài ruộng đặng nó ăn lúa. Tới thì cũng đổ thức ăn là 4 đống, 1 đống là 1 bao đó. Giờ lùa hết ra đồng rồi. Đó, bây giờ cho ăn lúa thôi. Rồi em cũng cảm ơn cô chú anh chị em đã xem kênh Ngọc Đạo An Giang, ủng hộ cho kênh. Đào cũng chân thành cảm ơn. Chúc cô chú anh chị em một ngày mới được nhiều sức khỏe, luôn luôn được vui vẻ. Và nếu mà thấy kênh Ngọc Đạo An Giang có hay thì ủng hộ cho em một lượt đăng ký kênh, một lượt like cũng như một lượt tình hình nha cho cả nhà. Ngọc Đạo chân thành cảm ơn rất là nhiều và cũng xin chào tạm biệt cô chú nha. Hẹn gặp lại những video tiếp theo ạ. Cả nhà xem video vui vẻ ạ.